trong tâm thức của người Việt từ xa xưa. Cây đa, bến nước, sân đình vẫn vẹn nguyên hình ảnh gợi nên biết bao thân thuộc. Đình làng là nơi hội họp, diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lưu giữ nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp và còn là hiện thân của tình đoàn kết cộng đồng. Đình làng Trung trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã chứa du kích để súng ống ở trên sàn rồi dạy bổ túc cho những người không biết chữ học ở tại đình làng Trung. Sau cách mạng kháng chiến có xóa bỏ một cái kiềm chế, bỏ dạy giáo giải ngũ và hậu cung bị dột nát. Sau năm 82, dân làng lại bàn bạc xây dựng lại ngôi đình làng Trung được sang trang đẹp đẽ như ngày nay. Đình làng không chỉ đơn thuần là nơi thờ cúng linh thiêng của cộng đồng, là không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng mà còn là chứng nhân của lịch sử, cùng trải qua biết bao thăng trầm, biến cố của thời gian. Vì lẽ đó, bất cứ ai đến đây đều bị níu chân bởi vẻ đẹp kiến trúc tuy giản đơn, thô mộc nhưng tinh xảo, cổ kính, không bề thế phô trương mà rất gần gũi, thân thiết. Có thể nói, đình làng không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, là sợi dây gắn bó cộng đồng, là thiết chế văn hóa tín ngưỡng trong dân gian.